chúng ta sẽ gửi cái làng phòng kính chào quý bạn này. Nó heo may nó mình là tụ tập thả diều, có cả đó lắp ghép bốn khung diều liền đuôi gái và đuôi cá này, sẽ lên set combo rất khủng nha. Đâm đâm nhỏ. Đi hướng núi nào ấy? Đây, đi lại ra kia đâm. Phải nặn dây nhá. Em chưa nhìn thấy núi. Thế nói thế tí rồi to đi của gì? Haha, đây một bật ruộng. Mình về lắp rượu đây. Đấy các bạn, đó là trụng cho được cái nan. Hôm nay mới đi làm rất ác, hôm nay mới bắt được. Như nhau luôn nhỉ? Nó hạt điên nó giống nhau không? Ừ. Đây. Không được kết ngắn. Cây cỏ luôn. Kéo vào đây. Tôi đang ở trên. Dao ấy. Nhiều dao kìa. Chúng người móc cái dây giữa kia vào cái ốc. Đấy. Thấy như dao em sắc hơn rồi anh ấy. Có hai con dao, em mang một con, anh mang một con. Thế à? Đây chị. You're not
trơn đấy.